Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn thông tin về kèo hot tiền tươi nhận 5 token XT trị giá khoảng tầm 10 USD đến từ sàn XT nhé. Như vậy thì hôm nay rất là vui mừng thông báo cho anh em là sàn XT nó đã trả thưởng. Và các bạn có thể check tài khoản của các bạn nhé. Những bạn nào mà đã tham gia làm theo hướng dẫn của mình đấy, trong cộng đồng của chúng ta thì các bạn đều đã nhận được token XT. Ở đây thì các bạn sẽ thấy này, mình đã đăng tải ở trên channel Telegram về cái kết quả KYC nhận được phần thưởng. Thì những ai mà có trong danh sách thì sẽ đều được trao thưởng nhé. Bạn nào mà chưa xem về cái danh sách này thì bạn xem lại là các bạn đã trúng thưởng hay không này. Rồi sau đấy thì các bạn chỉ cần kiểm tra cái tài khoản của bạn thôi thì các bạn sẽ thấy được là mỗi một tài khoản như thế sẽ nhận được 5 token XT và giá trị là gần 13 đô nha các bạn tại thời điểm hiện tại nhá. Ok, ở đây thì mình cũng cập nhật cho anh em một số thông tin về cái phần rút tiền nha anh em. Ở đây thì có một vấn đề đến từ sàn XT là cái phí rút, tức là cái min rút ở trên sàn XT nó khá là cao. Đấy, thì cụ thể như là cái đồng USDT thì các bạn sẽ cần phải có 50 USDT, min rút là 50 USDT nhá. Đồng XRP thì min rút nó là 100 XRP, nói chung cũng vài chục đô. Đồng Litecoin thì nó cũng khá là cao. Đây, đồng Litecoin nó là 0.5 các bạn ạ. Đấy, chúng ta xem là Litecoin thì là bao nhiêu nhé. 0.5 Litecoin nó rơi vào tầm 25 đô. Thì nó cũng bằng với cái đồng Dogecoin. Thì ở đây ấy, mình khuyên các bạn đấy, các bạn nên bán ra USDT, sau đấy các bạn mua sang đồng Dogecoin này. Thì bởi vì đồng Dogecoin ấy thì min rút của nó mình tính nó khoảng rơi vào tầm min là 420 Doge. 420 Doge thì nó rơi vào khoảng 420 Doge. 420 Doge thì các bạn sẽ tính ra ở đây nhé. Chúng ta sẽ tính là khoảng tầm 420 này, đúng không? 420 thì nó rơi vào tầm khoảng tầm 26 USD. 26 USDT thì chúng ta nhận được là gần 13 đúng không? Thì các bạn nên nạp khoảng tầm 20 USDT vào trên sàn XT. Sau đấy các bạn trao đổi hết toàn bộ sang đồng Dogecoin này. Sau đấy các bạn có thể rút về ở trên các sàn giao dịch khác, hoặc là các bạn có thể bán sang tiền mặt. Đấy, ok nhá. Đây là một kèo rất là uy tín và chất lượng dành riêng cho cộng đồng của chúng ta C4M Group. Thì hy vọng sắp tới thì sẽ có thêm những cái kèo uy tín và chất lượng như thế này để anh em có thể tham gia và kiếm được tiền tươi thóc thật đến từ các chương trình Airdrop của các sàn giao dịch, của các dự án nhé các bạn. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho anh em nhé. Chúc cho anh em may mắn hơn nữa, kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhá, nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những video mới nhất đến từ channel của Tiểu Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.